chào đón tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Tôi rất hạnh phúc khi được đứng ở đây và được gặp lại tất cả quý vị khán giả. Và chúng ta đang được gặp nhau trong một chương trình âm nhạc rất đặc biệt, được phát sóng vào lúc 20h30 phút tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7 với sự đồng hành của Tôn Đông Á. Một chương trình mà nơi đó chúng ta sẽ được gặp gỡ những con người rất giản dị. Họ cất tiếng hát vì một ai đó, có thể là một người hàng xóm, một người bạn chung lớp, một người thân trong gia đình, hoặc cũng có thể chỉ là một người họ mới vừa quen biết. Và hãy cùng cất cao tiếng hát, lấn át khó khăn cùng với chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Còn bây giờ, hãy cùng ông Thanh Vân chào đón những vị ban giám khảo của chương trình nha. Chúng ta sẽ cùng chào đón giám khảo nghệ sĩ Trấn Thành. Và giám khảo ca sĩ Cẩm Ly. Cũng chia sẻ với quý vị luôn là vì hôm nay có lẽ cũng đặc biệt hơn so với những chương trình khác, khi mà chúng ta được chào đón những người chơi mà họ toàn chọn cho mình những ca khúc liên quan đến cải lương, vọng cổ. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta sẽ cùng chào đón một vị giám khảo đặc biệt. Chị là một người đã có được rất nhiều tình cảm yêu mến từ quý vị khán giả, đặc biệt là khán giả mộ điệu cải lương. Chúng ta sẽ cùng chào đón nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Thanh Vân. Em nói thiệt là em mê chị Thoại Mỹ lâu rồi. Chị Thoại Mỹ hát một cái bài này mà tới giờ tôi vẫn còn thích, là bài Sóc Sa Bay Sóc Trăng. Mình chỉ cần ca dao luôn mấy câu thôi ha cưng. Rồi, ha. Thử nha. 1, 2, 3. Người dân quê tôi Sóc Trăng đã bao đời dầm mưa dài nắng, đổi lấy chén cơm thơm ngon như sữa mẹ mát ngọt đời con. Cảm ơn chị Thoại Mỹ. Ngọt ngào. Và chúng ta sẽ cùng chào đón giám khảo nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Bây giờ thì xin mời ban giám khảo cùng quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với vòng đầu tiên được mang tên Ước Mơ.
cùng làm quen với người chơi đầu tiên. Bạn tên là Trung Hiếu, bạn đang sống ở Cần Thơ. Và hãy cùng đến với câu chuyện này. Mình tên Hiếu, quê mình là ở Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Sau khi ba của mình đổ bệnh á, thì gia đình bắt đầu nó khó khăn từ từ rồi. Chồng cái biến, không có nói chuyện được, ăn uống thì đút. Ổng chỉ dòm thôi, ổng không biết cô là vợ, mà không có biết Hiếu là con gì hết. Lúc mà ba còn khỏe, ba nói như cho thằng này nó ăn nó học, chứ không biết nó lớn nó làm cái gì. Nếu mà Hiếu nghĩ vậy, ba còn nhận thức được á, chắc ba vui lắm. Từ đó giờ mình cũng chưa có dành cho ba một cái phần quà gì gọi là nó ý nghĩa. Thật sự ý nghĩa là chưa có. Cho nên là lần này mình cũng muốn đứng trên sân khấu để hát một bài hát, giống như là một món quà tinh thần mình dành tặng cho ba. Ba sẽ tự hào về mình. Tinh thần ba nằm đó ba không còn nhận thức được, nhưng tinh thần của ba vẫn còn ở đó. Bóng hình cha xuân nay tôi ra thăm Hà Nội, như chiếc lá xa cành về cội người ơi. Hồ Gươm đây gương mặt vẫn rạng ngời, nhặt cánh đào rơi không phải kẻ tình si, cũng không phải là lãng tử mượn đóa đào kia để tương tư hình bông, mà chỉ bâng khuâng với trái tim rung động khi lần đầu tiên hạnh ngộ với hoa đào. Trời đất vào xuân đào ơi, đừng nỡ dội để tôi được bồi hồi nhìn đại hoa hè nở. Chúc mừng Hiếu đã hoàn thành phần thi của mình. Dạ em nói thật luôn á, là bữa nay là ngày đầu tiên, lần đầu tiên mà đứng trên sân khấu mà em hát ca cổ luôn. Ủa vậy sao bữa nay Hiếu lại dám làm điều này, mặc dù nào giờ là mình chưa bao giờ làm? Tại vì đó giờ em không được đứng trên sân khấu hát ca cổ, cho nên bữa nay em liều. Nhân cái chương trình này em thử. Em thử liều. Với hoa đào. Bây giờ hỏi một tí về gia đình. Mẹ em còn sức lao động không? Dạ mẹ em thì giờ không có lao động, nhưng mà ở nhà nội trợ với lại lo cho ba. Thì mẹ em bị khớp với thiếu máu tim với lại bị gan nhiễm mỡ á. Thì bởi vì sức khỏe mẹ em cũng hơi yếu. Trong clip thì có nói là gia đình của Hiếu khó khăn là từ lúc mà ba đổ bệnh. Dạ đúng rồi. Là bao lâu rồi ta? Dạ hơn 3 năm. Ca rất là hay. Em là thiếu người luyện cho em thôi. Luyện mà dính là em hơi bị ngon trong cái bộ môn này. Cảm ơn em nha Trung Hiếu.
Chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Và vì mưu sinh, cô đã phải chọn cho mình một công việc có vẻ không phù hợp với một người phụ nữ. Chúng ta sẽ cùng làm quen với cô. Cô sinh 1955. Công việc hiện tại của tôi bây giờ là chạy hông đỡ ôm. Mà có khi những cái thời gian mà không có khách á, thì cô đi phụ nấu đám cưới. Có bữa cô làm được 80, có bữa cô làm được 100, nhưng mà có ngày cô không có. Hiện tại thì cô đang nuôi 3 đứa cháu gái đó. Mừng vì có 3 đứa cháu mà nó rất là ngoan, rất là hiền. Cô rất là tự hào về chỗ đó. Rồi bây giờ cô mừng, cô không có sợ cực. Cô không biết sợ cực là gì, nhiều khi cô chạy xe cô cũng nghĩ. Đúng ra là cái từng tuổi này của cô là ở nhà con cháu nó lo rồi. Nhưng mà cái gia cảnh bây giờ nó thẳng ra là nó bế tắc quá rồi. Mình thử theo cơ kệ, mình cứ nghĩ đó là cái số của mình đi. Cái tay cô thì cô vừa chạy ra thì chiếc xe tải bên kia đường chạy bên tay mặt, nhưng mà lách qua tay trái, lách dị trong bên tay trái thì cô lật đật cô thắng lại thì cô ngã xe. Ngã xe thì cô ấy xuống thì gãy, coi như là gãy dụng hết luôn, gãy dụng nát hết luôn. Dẫn cho tới bây giờ cô cũng không có tiền cô lấy ra, coi như là sắt nó vẫn còn trong. Nhiều khi cô thì cô không muốn sống, nhưng mà vì 3 đứa cháu. Mua cái thẻ bảo hiểm, bố cũng không mua nổi. Cô chỉ mong sao cho sức khỏe 4 bà cháu. Thì 3 đứa cháu nó học hành tấn tới thì cô làm tới đâu cô nuôi tới đó. Rồi thì cứ hả có gì ăn nấy. Cỡ nào cỡ cũng phải học á. Cô có ước mơ làm sao mà cô có được số tiền ít ít nhỏ nhoi thôi để cô sửa là cái nhà cho nó không dột thôi. Con dợt nước giữa đầm sen, dẫn chiếc xuồng con cây sào nặng thân quen, dẫn con gọi mõ cao khăn rằng quân cô. Ngày là ngày qua hàng trăm cây số, nói chặng đường dậy em vượt lộ qua đâu. Theo nhịp quê hương lưu chạy mạch máu hồng, cuộc đời vui khi chiến trường dậy gọi rút ngắn đoạn đường là thêm. Xuống em chờ chú dân quân, chờ cô cán bộ, chờ anh hậu cần. Nón tay bèo lấp lánh dưới trăng, lúc nói chuyện thì thầm khi cười vui rộ ra. Em đi từ ấy đến nay, quán chi ngày dặn đêm dài giáng xuân. Sông kia rừng đó đã từng, em đi dệt chặng đường xuân cho đời. Cô biết tại sao mà giám khảo cười không cô? Nghe nó đã. Cái đoạn luyến rồi xử lý kéo nhịp vô, kéo nhịp cho về nhịp. Trời ơi.
con khen cô, con cái là giọng cổ nó đặc biệt, con cái là đi trong lòng câu á, là nhịp đi thế nào cũng được, nhưng mà khi trở về là phải đúng. Mà cô trở về cái chỗ nào nó cũng ăn hết trơn, cũng trúng vô hết trơn. Cho nên cô số 1 rồi. Vậy thì cô đã đi hát rồi phải không cô? Hồi xưa đi hát ở xã là chỉ có đơn sơ thôi, nhưng mà cô mê lắm. Thiệt, mình nói đây nghe mê hơn mê ông xã nữa. À, hơi tới rồi. Cái ước mơ mình không có thực hiện được. Dạ. Tại vì khi cô lập gia đình đã quá khổ. Dạ. Rồi cô phải bỏ từ đó cho tới giờ luôn. Nói chung là hát cũng hay quá rồi, thì ba chăm cậu thích quá rồi. Cố gắng lên. Thưa quý vị khán giả, đoạn video clip tiếp theo sẽ kể cho chúng ta nghe câu chuyện về người nghệ sĩ vang bóng một thời. Nằm sâu trong một con hẻm nhỏ ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, viện dưỡng lão dành cho những nghệ sĩ sân khấu là một ngôi nhà 2 tầng tuần toàn. Bước vào đây, ta sẽ được nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc của sân khấu cải lương, nay đã là những ông lão, bà lão tóc bạc phơ mà miệng vẫn móm mém hát những câu hát xưa cũ. Những con người đã cống hiến hết tuổi thanh xuân của mình cho nghệ thuật. Tất cả đều là nghệ sĩ, nhưng mà mỗi một người cái hoàn cảnh. Nơi họ vẫn sống mãi với những ký ức vàng son. Ôi trơ trọi một mình, đèn hoa đã tắt từ lâu, tiếng nhạc cũng chìm vào trong im lặng. Hồi nhỏ mình được xem cô chú hát ở trên sân khấu. Tôi đến Sài Gòn là 8 năm mà tôi cũng hoạt động bằng cái nghề hát để nuôi sống ăn thân. Và cái nghề hát của tôi bây giờ thì không bằng những cô chú đi hát để kiếm tiền, thì mình cũng thấu được những cái khó khăn của những người đi hát. Là một người đồng nghiệp, một người hâm mộ lâu năm, Nguyễn Tấn Lợi mong muốn được tu sửa lại viện dưỡng lão cho các cô chú nghệ sĩ một nơi ở khang trang hơn, cùng với những bữa ăn ngon hơn. Là nghệ sĩ sau này khó biết trước lắm, mình đâu có khả năng để giúp hết được mấy cô. Nhưng mà nhờ chương trình như thế này thì tôi thấy tôi rất hạnh phúc, mà tôi sẽ cống hiến hết mình, hát hết mình, ăn hết mình. Vì lời tôi ca là bài tình ca thiết tha, một ngày bình yên khi thơ. Cà Mau nhuộm màu tươi thắm, công tôi cực lắm mưa nắng dài dầu. Chiều này tôi chẳng bán đâu, tìm cô không gặp. Tìm cô không gặp, tôi gối đầu mỗi đêm. Ghé chiều Cà Mau đặt cắm sào bên bờ kinh Ngã Bài. Sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra. Từ chiếc ghe lên sớm rầy, chiếc áo nhuộm bùn lắm tắm gió mồ hôi. Nhà cô sao trước vắng tanh đông, gió lạnh buổi chiều đông bóng ai dạo lên khúc nhìn cầm. Như gieo vào lòng tôi một thank you.
sẻ một chút về bản thân nha. Anh đang làm công việc gì ạ? Thưa với tất cả mọi người đây, tên là Lê Đi Hát. Chị hát đám cưới, đám giỗ, đám thôi nôi đầy tháng. Ai mời đâu mình đi hát đó, hát chùa. Thật là chứ mình không có giấu được cái đam mê của mình từ nhỏ lớn. Tại sao anh quyết định là hôm nay anh hát? Và cái phần quà đó anh gửi tặng các cô chú nghệ sĩ. Tân Lợi đi hát nhưng mà không có được nổi tiếng. Thật sự nói thật lòng, những người cô chú đó là những thần tượng của mình hồi nhỏ. Mình đi coi mấy cô chú hát. Vậy nên mình cố gắng làm được cái gì cho mấy cô là niềm vui của mình. Nhiều người nói bài này là nghệ sĩ nhân dân Úc Trà Ôn hát rất hay. Đi vào lòng người đó rồi. Mà Tân Lợi hát nhiều khi đi hát tiệc cái ta nói em còn nhỏ em hát bài này không được đâu. Nhưng mà thích thích. Hôm nay lên đây hát bài này là rất là nặng ký. Thật sự là so với Tân Lợi nghĩ là rất là... Em không biết sao nhưng mà với một người yêu cải lương, cũng nghiên cứu về nó, cũng nghe nhiều về nó, đối với em hồi nãy là anh ca hơi bị xuất sắc rồi đó. Ghé chiếu Cà Mau đặt cắm sào bên bờ kinh ngã bài. Sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra. Anh Tấn Lợi, cái người nghệ sĩ không có bao giờ mà muốn chỉ dừng lại ở những cái đám tiệc. Là bởi vì tôi đứng trên sân khấu tôi diễn mà tôi nghe bên dưới 1, 2, 3 vô tôi chịu không nổi. Thì anh lại phải làm quen với cái điều đó hàng ngày. Có những cái không giải thích được. Nó là cảm xúc, nó là đam mê, nó là lý tưởng sống. Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người. Tôi trân trọng cái tình yêu của anh dành cho cái nghề này. Và ngày hôm nay là cái lần đầu tiên đứng trên một cái sân khấu rất là lớn như thế này. Và tôi tin chắc rằng là anh không có theo sai. Tại vì anh không may mắn thôi. Mà một người nghệ sĩ không phải có hơi anh ca ào ào là hay, mà quan trọng là phải có cái hồn, phải có cảm xúc để lôi cuốn người ta, để chạm được đến trái tim người ta. Điều đó mới là quan trọng. Mà hôm nay anh đã thể hiện cái bài hát này, nó ngọt ngào, nó da diết, nó rất là cảm động. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn đại giám khảo rất nhiều. Chúng ta sẽ cùng làm quen với nhân vật cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Cô tên là Phạm Thị Yến. Ước mơ của cô là gì? Cô đang muốn giúp đỡ ai? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nha. Tôi là Phạm Thị Yến, hiện là ở khu phố 2, phường Tân Thuận Tây, quận 7. Với vai trò là phó bí thư chi bộ, là kiêm trưởng khu phố. Trách nhiệm của mình thì khi làm trưởng khu phố thì phải nắm hết tình hình an ninh trật tự trong khu phố và nắm từng hộ dân. Hoàn cảnh đặc biệt nhất là có hộ anh Phan Văn Phụng. Anh có một bà mẹ già với ba đứa con. Vợ thì bệnh ung thư vú cũng mất. Trong khi quá trình bệnh thì nhà cửa cũng mới bán để trị bệnh cho chị. Thì hiện nay thì mở mướn nhà thuê. Bé Ngân nó cũng mới vừa ra trường, nó đi làm. Em là cũng cỡ lứa tuổi như con tôi thôi. Một đứa con gái mới có 20 mấy tuổi như vậy mà gánh rác gia đình thì thấy nó cũng đau lòng. Thì thôi mình với vai trò cũng người hàng xóm, vai trò cũng như người mẹ vậy đó. Mình giúp được cái gì cho cháu thì mình giúp. Hiện giờ thì ba em sức cũng yếu, cũng không làm nặng được. Mà nhà có người già với lại em trai nên cần có người chăm sóc á. Em cũng không muốn ba em cực khổ á. Cho nên thôi ba em ở nhà lo đi, còn tụi em đi làm có thể trang trải được. Em cũng mong là sức khỏe của ba được tốt, cùng sống với tụi em lâu. Trên hoàn cảnh thì giờ sống không có nhà, có cửa, ở nhà thuê, nhà mướn thì mình phải chịu thôi. Làm cha mình không lo được cho con, mình cũng buồn.
Nếu mà có tiền thì tôi sẽ lo thêm một cái cách khác, kinh doanh nào, buôn bán này, cà phê, nước mía thì cũng được. Thì qua cái chương trình Hát Mãi Ước Mơ này, tôi muốn cho anh có một số vốn để anh có biện pháp anh làm ăn để cho cái việc thoát nghèo. Tôi thấy hát cũng được được, thì thôi tôi tham gia hát để cho anh được đồng nào hay đồng đó. Đến đây với tâm lý như thế nào ạ? À, thực chất ra là cô đang bị sạn thận, nằm bệnh viện. Thì cấp cứu ngày hôm qua, bữa nay cố gắng hát giùm cho hộ nghèo. Trời ơi. Rồi cô ơi, cô phải ra khỏi bệnh viện là chỉ để chạy đến đây đó, rồi thi xong rồi trở vô bệnh viện lại. Vô bệnh viện lại. Hôm thứ năm đã chậm nhập viện rồi mà sợ cái ảnh hưởng cái chương trình. Ráng xin về để đi hát xong nhập viện cũng được. Cứ bữa hôm qua cái tự nhiên cái 4 giờ chiều bắt đầu thận đau lại, vô nhập tiếp. Cô ơi, là bệnh mổ chưa hay là vào đó để điều trị thôi? Như bữa hôm qua siêu âm các thứ đang theo dõi, thì hồi sáng bác sĩ báo rồi là sạn thận hai bên, chứ bệnh thận có nước nữa. Con phải nói là con kính trọng cô, cái tấm lòng của cô. Ngoài cái trách nhiệm là một người cán bộ, là một người trưởng khu phố, cô đến bằng cả cái tấm lòng của cô để cô cất lời ca tiếng hát lên. Mặc dù là cô đang bệnh, cô vẫn tới với chương trình này. Con cảm ơn cô rất nhiều. Mình đã từng mồ côi mẹ, cho mình thương mấy đứa nó mồ côi mẹ, cho nên ráng giúp đỡ cho các cháu. Không biết là vì sức khỏe cho nên có thể là nó ảnh hưởng không nhỏ đến phần dự thi vừa rồi của cô. Cô hát xong rồi á, cô cảm thấy sao? Cô tự chấm điểm mình được không? Chắc cũng được 70 điểm á. Hay có thấy cô trật hết mấy nhịp? Không sao đâu cô, tại vì cô biết làm sao không? Hát giọng cổ mà karaoke rất là khó hát. Khó lắm. Thường em thấy rồi, nhiều khi cái chữ nó chạy rồi cô mới dám hát. Mà giọng cổ thì nhiều khi có một nhịp nó 6 chữ, một nhịp nó 4 chữ, 5 chữ. Nó rất là nhiều cách để ca, cho nên là cô cũng khó thể nào mà chạy theo cho đúng được. Như vậy là hay lắm rồi đó cô. Hôm nay cô đến đây là có thể về hết bệnh. Thứ nhất là gặp được Trấn Thành thần tượng, với Cẩm Ly với lại Thùng Mỹ thần tượng dữ lắm, mà không có dịp để gặp thôi, mà quyết lòng lên để gặp. Con chúc cho cô thiệt là khỏe. Cảm ơn cô. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chào đón sự trở lại của ba người chơi còn lại.
Bốn người chơi của chúng ta đã quay trở lại sân khấu để cùng chờ đợi điểm số dành cho họ ở trong vòng thi đầu tiên này, vòng ước mơ. Ở vòng này, hệ thống máy sẽ cho chúng ta biết điểm số của họ và ai giữ số điểm thấp hơn sẽ phải dừng chân ở vòng thi này. Hãy cùng chờ đợi điểm số. Cô Phạm Thị Yến, cô Thanh Lan, anh Tấn Lợi và bạn Trung Hiếu, ai giữ số điểm thấp nhất ở trong vòng thi này? Hãy cùng thư giãn và cùng chờ đợi kết quả sau một vài phút. Chúng ta đang quay trở lại cùng với chương trình Hát Bài Ước Mơ ở vòng thi đầu tiên. Và bây giờ sẽ là điểm số dành cho 4 người chơi. Điểm số ra hiện ra 71 chính là số điểm của cô Phạm Thị Yến. Và như vậy là cô sẽ phải tạm biệt chương trình ở đây. Và phần thưởng mà cô Phạm Thị Yến nhận được sẽ là 7.100.000 đồng. Trước khi tạm biệt, cô có muốn nói gì không cô? Cô cũng chúc cho chương trình ngày càng lớn mạnh để giúp cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Rồi giúp ban giám khảo dồi dào sức khỏe để tiếp tục ngồi chấm những cuộc thi. Thực ra là cô đang bị sang thận, nằm bệnh viện. Thì cấp cứu ngày hôm qua, bữa nay cố gắng hát để giùm cho hộ nghèo. Và mong rằng là cô sẽ sớm hết bệnh để đủ sức khỏe và giúp đỡ được nhiều người hơn ạ. Và cảm ơn cô ạ. Và chúng ta sẽ cùng chào đón ba người chơi còn lại sẽ cùng đến với vòng thứ hai, vòng chinh phục. Hãy cùng đến với vòng thi thứ hai được mang tên Chinh Phục. Ở trong vòng này, ba người chơi của chúng ta họ sẽ cùng bấm nút để có thể chọn ra một bài hát bất kỳ. Và chúng ta sẽ cùng đến với lượt bấm nút từ cô Thanh Lan ạ. Con xin mời cô ạ. Cô Lái Sông Hồng, cô có biết và có thích ca khúc này không cô? Biết không biết cái bản này. Và xin mời anh Tấn Lợi, anh hãy bấm nút ạ. Sao anh nghe lưỡi ạ? Cái tựa thì quen quen mà cái lời thì không hiểu. Cố gắng hết mình, cố gắng hết mình. Và bây giờ xin mời bạn Trung Hiếu. Những ánh sao đêm, bạn cười rất tươi. Hiếu ơi, đây phải là ca khúc bạn thực sự thích không? Dạ tại em biết bài này em cười. Và cả nhà ơi, hãy cùng cổ vũ cho ba người chơi của chúng ta nha, để họ có số điểm thật cao ở trong vòng thi này. Và đầu tiên thì con xin mời cô Thanh Lan ạ. Con gái một lòng trung thiên, giữ yên bờ cõi quê nhà, chống quân xâm lược. Hòa chống quân xâm lược cho nhà nhà. Dẫn ung dung nhẹ lướt tay chèo
hùng kháng chiến diệt Tây. Dù cho khói lửa lan tràn, đò ngang vẫn lướt nhẹ nhàng trên sông. Khoang thuyền chở nặng chiến công, danh lừng cô lái sông Hồng. Hợp mặt đông đủ bạn bè, nâng ly lên anh em ơi, 1, 2, 3 vô. Trước khi cạn ly cho tôi có mấy lời ca hát rất vui, nói về uống rượu anh em nghe kỹ nè. Đã lâu mới gặp lại nhau, nào ta uống cạn một ly rượu đầu. Rượu này là rượu nghĩa, rượu tình, rượu này là rượu tri giao. Ta với bạn uống cho càng tình, mà nè uống đừng nên quá đơn. Phải biết kèm chế bản thân dừng lại, đúng lúc đúng nơi, sức khỏe quan trọng giữ cho an toàn. Còn đây là ly thứ hai, xin mời hai nâng ly cạn chén. Uống, uống cho quên hết sầu lo, cho tê tái tâm hồn. Mượn cái ly vô đi anh, dù trời mưa tôi cũng đưa anh về. Làn gió thơm hương đêm về quanh khu nhà tôi, mới cất sông chiều qua. Tôi đứng trên tầng gác thật cao, nhìn ra chân trời xa xa. Từ bao mái nhà đèn hoa sáng ngời, bầu trời thêm vào muôn vì sao sáng. Tôi ngắm bao gia đình lửa ấm tình yêu, nghe máu trong tim hòa niềm vui lừng lừng lời ca. Em ơi, anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi, nhiều tổ ấm sống vui tình lứa đôi. Lòng anh những thấy càng thương nhớ em, dù xa nhau trọn ngày đêm, anh càng yêu em càng hăng say, xây cho nhà cao cao mới. Ôi xinh đẹp tổ quốc của ta, anh lắng nghe bao lời ân ái, những bài tình ca. Ôi xinh đẹp tổ quốc của ta, anh lắng nghe bao lời ân ái, những bài tình ca. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với số điểm dành cho ba người chơi ở vòng thi thứ hai. Cô Thanh Lan, anh Tấn Lợi và bạn Trung Hiếu, ai sẽ phải dừng lại? Câu trả lời sẽ đến sau một vài phút nữa.
Quý vị khán giả đang quay trở lại với phần công bố kết quả của vòng thi thứ hai, vòng chinh phục. Và bây giờ sẽ là số điểm mà hệ thống máy dành tặng cho ba người. Điểm số cuối cùng 76 thuộc về cô Thanh Lan, thấp hơn so với anh Tấn Lợi và bạn Trung Hiếu. Như vậy cũng có nghĩa là cô Thanh Lan sẽ tạm biệt chương trình của chúng ta ở vòng thi này. Cộng với số điểm mà cô đã nhận được ở vòng 1, cô có điểm tổng là 151, tương ứng với phần thưởng mà cô sẽ nhận được là 15.100.000 đồng. Đây là phần quà dành cho cô Thanh Lan. Cô có muốn nói gì không cô? Cô lên đây coi như là cũng là một cái giấc mơ. Cô không có ngờ là có ngày cô được gặp ba vị giám khảo ở đây. Dạ dần lên ôm cô. Nói chung là chúc cô sức khỏe nha. Thiệt là mạnh khỏe để nuôi dạy ba đứa cháu. Cô có ước mơ làm sao mà cô có được số tiền ít ít nhỏ nhoi sao để cô sửa lại cái nhà cho nó không dột thôi. Đây là số tiền rất lớn đó với cô. Dạ. Cô sẽ về cô sửa lại nhà. Dạ, dạ. Cô biết cháu nó ở. Thôi vậy, sợ không biết đủ không. Thôi con bù cô 4 triệu 9 nữa. Dạ cô được 20. Bây giờ cô còn một cái tay của cô. Lúc trước cô té gãy tay, có để ống sắt vào, nhưng mà đã lố thời gian lâu rồi. Lấy ra lại có tiền để lấy ra lại. Lúc đó là ra về thì bác sĩ có dặn là đúng trong vòng 5 lấy ra, mà cô để đến giờ là coi như là 6 năm rồi. Chà ơi. Bây giờ vậy con không có biết là cái ca mổ của cô lấy ra bao nhiêu. Con xin gửi cô 5 triệu để cô đi để bảo liền để lấy cái miếng sắt này ra nha. Con cũng gửi cô 5 triệu để cô có thể. Cảm ơn cô, cảm ơn ban giám khảo. Chúng ta đang cùng với hai người chơi bạn Trung Hiếu và anh Tấn Lợi đến với vòng thứ 3 được mang tên Tỏa Sáng. Và ở vòng 3 này, người dự thi đầu tiên sẽ là anh Tấn Lợi. Xuân xưa con trẻ dài khờ, mơ manh áo mới, mơ ngày pháo vui. Xuân nay con lớn khôn rồi, nhìn màu tóc mẹ bồi hồi. Sân nhà thay lá, nhìn dáng mẹ qua trong nắng chiều bóng ngã, con chợt hiểu ra ngày con xa mẹ đã thêm gần. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, trời lòng lòng không phụ kính không cha. Mẹ ơi xuân này hơn những xuân qua, tóc bạc thêm nhiều mẹ già hơn năm trước. Ai ai còn mẹ trên đời mà không hay mình có phước, đến lúc xa rời là say nghèo giàu cùng mẹ sinh ta cho tròn đạo hiếu mới ra con người.
tối cao. Mẹ cha mà khuất bóng rồi đường đời xuôi ngược, con mồ côi một mình. Công cha xanh bằng tình cha, cha ơi làm sao con quên được những bữa cơm dội vàng giữa trưa hè nắng gắt, bên ngọn lửa rôm rồi cơm vừa chín tới ba bới cho con bằng bàn tay thô ráp chai xăng. Giọt mồ hôi cha thấm hoa rơi trên mâm cơm đạm bạc thanh bằng. Ăn đi con, mấy chú cá rô hạt bí, chút xíu nữa ba nướng con cua đồng có chiếc càng bự cho con. Con dài khờ cứ dòi dính những món ngon, nào hãy đâu cha đang và cơm trắng dơ cá kho nhiều muối mặn. Giọt mồ hôi nào rơi xuống để bay lòng con nghe cái xe. Từ đó giờ mình cũng chưa có dành cho ba một cái phần quà gì gọi là nó ý nghĩa, cho nên là lần này mình cũng muốn đứng trên sân khấu để hát một bài hát. Ba nằm đó ba không còn nhận thức được nhưng tinh thần của ba vẫn còn ở đó. Thân gà trong nuôi con cha quản gì bao khó nhọc, những đêm gió mưa cha ôm chặt con trẻ vào lòng. Ấm áp trong lòng cha con đi sâu vào giấc ngủ say nồng, nào hãy đâu cha rón rén bên ngọn đèn khuya ngồi giao và âm thầm đếm lại số tiền dành dụm biết có đủ mai mốt mua cặp sách cho con. Mùa tựu trường con hân hở tung tăng, cha dắt con đi đến trường ánh mắt ấm nồng bao kỳ vọng. Âu ơ dí dầu cầu gián khó đi, gắng công đèn sách mai giúp đời nghe con. Xin dâng ngàn câu hát giọng hát đầy cảm xúc của Hiếu. Hôm nay nhớ bố hả? Hôm nay bạn hát trong cái nỗi lòng của mình, bạn hát bạn nghẹn rồi cái có những chỗ tôi cũng lo là không biết bạn có chạy nhịp hay không, rồi bạn có bị gãy hơi hay không, lo muốn chết. Nhưng mà nói thật nha, nghệ sĩ nó ngộ lắm bạn ơi, coi cái gì trên sân khấu coi thấy có cái cảm xúc là tự nhiên nó khỏa lấp đi một số những cái sai lầm không đáng trách. Và thành một lần nữa khuyên bạn nghiêm túc là làm ơn luyện cho nó chín mùi đi, bạn rất phù hợp với cải lương. Cảm ơn. Và bây giờ sẽ là số điểm mà ban giám khảo dành cho hai người chơi của chúng ta. Đầu tiên xin mời giám khảo Trấn Thành. Đều 19 điểm. Bây giờ sẽ là điểm số từ chị Tư. 19 điểm, lại đều nhau. Xin mời chị Thoại Mỹ hả? À,
Thoại Mỹ sẽ gửi cho số điểm là 3 giờ sẽ là thời gian quý vị khán giả có thể thể hiện quyền lực của mình. Thời gian để quý vị bình chọn bắt đầu. Dành cho Trung Hiếu và 41 phiếu bình chọn dành cho anh Tấn Lợi. Và những chiến thắng của chúng ta, anh Tấn Lợi phần thưởng dành cho anh 50 triệu đồng. Bây giờ anh sẽ nói điều gì anh Lợi ơi? Rất là vui, vui được số tiền lớn như vậy để giúp đỡ cho mấy cô chú anh chị. Vui hơn nữa là được gặp bà con khán giả đây nè. Cái ông anh của tôi, ông nói ông không có may mắn được đứng trên sân khấu để cống hiến cho khán giả. Và ngày hôm nay, với tư cách là một nghệ sĩ, anh đến đây mang quà về, giành chiến thắng về cho nghệ sĩ. Và thưa quý vị, trên một sân khấu, đó là nghệ sĩ Tấn Lợi. Nghệ sĩ sau này khó biết trước lắm. Mình đâu có khả năng để giúp hết được mấy cô. Nhưng mà nhờ chương trình như thế này thì tôi thấy tôi rất hạnh phúc mà tôi sẽ cống hiến hết mình. Một lần nữa cảm ơn anh, cảm ơn Hiếu. Chia tay với hai người chơi với phần thưởng rất là xứng đáng dành cho họ. Chúng tôi hy vọng là quý vị khán giả sẽ luôn đón xem chương trình. Giờ phát sóng của chương trình Hát Mãi Ước Mơ 20:30 tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện với sự đồng hành của Tôn Đông Á. Tạm biệt quý vị khán giả, xin chào và hẹn gặp lại tuần sau. Cái điều hay nhất của Hát Mãi Ước Mơ là những người chơi đến đây không phải kêu gọi lòng thương hại, mà họ đến đây để mang đến câu chuyện và ước mơ của một người. Bao nóng tiêm cha cuốn bao dung vào tim con. Họ mang ước mơ đó, họ dùng tài năng của mình chiến đấu cho cái thiện tâm. À, trong ca khúc này thì cái sự cái cảm xúc nó nhiều và Ly có cảm thấy hơi nhói. Đón xem tập 6 Hát Mãi Ước Mơ phát sóng vào lúc 20:30 ngày 31 tháng 5 trên kênh HTV7. Hát lên những giấc mơ xanh trong đêm mộng lành vẫn hay về qua. Hát lên tiếng hát yêu thương cho đôi chân bình yên cất bước. Hát lên hát mãi ước mơ trong ta từng giờ trái. Chuyện tình